Tại bò thứ chuyến chào khách hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2022. Bò chuẩn bị lên xe giao cho khách ở Khánh Thành Tân, một con bông này. Còn cái con đen thì về Trà Vinh, về Châu Thành Trà Vinh. Bò trong trại bây giờ hết rồi, ngày mai tiếp tục mình về trại, gồm có bê pháp kem. Mời quý bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Xin xét chuẩn bò có xe nhà giao tận nơi hướng khách. Bò chuẩn bị lên xe giao khách Trà Vinh như khách Khánh Thành Tân là hết bò luôn. Cái sao thì bắt hai con rồi giờ thêm con nữa. Không luôn. Đi. Đi dướng vậy. Đi. Dướng vậy.